Dân lao động Sài Gòn khó mua bảo hiểm sức khỏe tin từ Sài Gòn. Sau nửa tháng thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ đầu năm 2015, nhiều người dân lao động than phiền không thể ghi danh vì chưa có mẫu đơn và hướng dẫn kê khai. Theo tuổi trẻ, thì nhiều người dân ở các quận cho biết hiện các đại lý bán bảo hiểm sức khỏe là các xã, phường, thị trấn ở thành phố Sài Gòn đã từ chối bán bảo hiểm sức khỏe tự nguyện theo hộ gia đình và chưa biết khi nào mới mua được. Ngày 13 tháng 1 năm 2015, ông Hồ Long ở phường Tân Quý, quận Tân Phú cho biết vợ chồng ông đã tham gia bảo hiểm sức khỏe tự nguyện nhiều năm nay. Lần này, trước khi thẻ hết hạn khoảng một tháng, ông đã đến phường Tân Quý đóng tiền gia hạn thẻ. Xong mấy lần lên xuống phường, ông đều được cán bộ trả lời chưa bán và hẹn tuần sau. Chiều ngày này thì tại phường 2 quận Phú Nhuận, bà Lan cầm trên tay sắp giấy tờ cho biết gia đình bà đã tham gia bảo hiểm sức khỏe nhiều năm qua, thủ tục các năm trước khá dễ làm. Tuy nhiên, đầu năm nay khi đi ghi danh mua, bà thấy thủ tục phiền phức và khó khăn hơn cho người dân. Đặc biệt, muốn mua bảo hiểm sức khỏe hộ gia đình thì bắt buộc 100% thành viên hộ gia đình cùng phải tham gia. Đây là lần thứ nhì trong tuần mà bà tới phường để chờ ghi danh. Tin cho biết là tại trụ sở của một số phường ở thành phố Sài Gòn cho thấy là việc người dân không mua được bảo hiểm sức khỏe theo hộ gia đình là do Bảo hiểm xã hội thành phố Sài Gòn gửi văn bản cho các đại lý đề nghị chưa nhận thủ tục và thu tiền. Ông Vũ Minh Hùng, Phó Chủ tịch phường 2 quận Phú Nhuận cho biết phường phải chờ văn bản hướng dẫn mới thu tiền làm thẻ mới cho người dân. Vì phải chờ hướng dẫn nên thời gian qua có hàng trăm người dân ở phường đến mua nhưng chưa được nên bà con phàn nàn rất nhiều. Giải thích lý do chưa bán bảo hiểm sức khỏe theo hộ gia đình, bà Lưu Thị Thanh Huyền, là phó giám đốc bảo hiểm xã hội Sài Gòn trả lời rằng, vì chưa có biểu mẫu hướng dẫn kê khai mua bảo hiểm sức khỏe theo hộ gia đình và việc xác định hộ khẩu, số thành viên thực sự trong gia đình như thế nào nên chưa thể thu tiền và nhận thủ tục ghi danh của người dân. Các vấn đề này còn phải chờ hướng dẫn của bảo hiểm xã hội Việt Nam.